từ xe ôm công nghệ bị cướp đâm 6 nhát xuyên tim, thấu phổi. Nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh với 6 nhát đâm bằng dao chí mạng trên cơ thể. Người đàn ông chạy xe ôm công nghệ đã may mắn được các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp giúp vượt qua lưỡi hái tử thần. Ngày 27 tháng 11, thông tin từ Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho một trường hợp bị tấn công bằng hung khí trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhân là ông NVL, 47 tuổi, làm nghề chạy xe ôm công nghệ. Thông tin ban đầu được biết, rạng sáng ngày 26 tháng 11, ông L chở khách đến khu vực đường Bà Điểm 4, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh thì bị cướp dùng dao khống chế để cướp xe. Trong lúc hai bên giằng co, ông L bị tên cướp dùng dao đâm liên tiếp vào cơ thể. Nghe tiếng chi hô của nạn nhân, người dân tỉnh giấc ra hỗ trợ. Thấy động, tên cướp đã bỏ chạy để lại phương tiện và nạn nhân trong tình trạng cơ thể bê bết máu. Sau khi được chuyển đến một bệnh viện tư nhân trên địa bàn quận 12 cấp cứu, các bác sĩ xác định nạn nhân trong tình trạng rất nguy kịch nên đã chủ động liên hệ với Bệnh viện Thống Nhất để phối hợp. Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất, các bác sĩ tại đây đã nắm được thông tin từ đồng nghiệp trước khi chuyển bệnh, chỉ định phẫu thuật khẩn nguy nhanh chóng được thực hiện. Theo TS, bác sĩ Nguyễn Duy Tân, trưởng khoa ngoại tim mạch, lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất, tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào lơ mơ, trụy mạch, tụt huyết áp. Trên cơ thể bệnh nhân hai vết đâm ở lồng ngực trái vùng trước tim khoảng 2 cm, vùng ngực phải ở liên sườn có hai vết đâm. Sau lưng bên trái và bên phải có thêm hai vết đâm. Ekip phẫu thuật đã nhanh chóng mở lồng ngực và phát hiện một vết đâm thủng nhĩ trái ở tim gây tràn máu màng tim. Một vết đâm khác gây thủng phổi phải dẫn đến tràn máu màng phổi. Các bác sĩ đã lấy ra khoảng 2 lít máu trong khoang ngực của bệnh nhân, khâu lại vết thương tim và phổi. Sau cuộc phẫu thuật, bệnh nhân đã vượt qua được nguy kịch, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Người bệnh đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị. Theo các bác sĩ, vết thương tim, phổi là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp. Nếu chậm trễ, người bệnh sẽ nhanh chóng tử vong vì mất máu cấp. Đây là trường hợp hy hữu được cứu sống nhờ nỗ lực phối hợp liên viện của các bác sĩ, đặc biệt là ekip phẫu thuật tại Bệnh viện Thống Nhất.